Kính chào quý vị khán giả, những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Mới đây, phát ngôn viên Daniel Hagari của lực lượng phòng vệ Israel nhấn mạnh lực lượng này đang thấy 50.000 người Gaza di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam. Họ di chuyển vì hiểu rằng Hamas đã mất quyền kiểm soát ở phía Bắc. Ông Hagari cho biết thêm, sẽ không có ngừng bắn, song Israel vẫn thực hiện các quãng dừng nhân đạo vào những khoảng thời gian nhất định để cư dân Gaza tiếp tục sơ tán về phía Nam. Theo IP, người dân sống ở trung tâm thành phố Gaza mới đây cho biết họ nghe và nhìn thấy lực lượng bộ binh Israel tiến vào từ nhiều hướng, trong khi các đợt không kích vẫn dữ dội trên toàn miền Bắc Gaza. Giao tranh nổ ra chỉ cách bệnh viện Shifa lớn nhất Gaza chừng 1 km. Bên cạnh đó, người phát ngôn Hagari của quân đội Israel thông báo đã tiêu diệt một trong những người phát triển rocket và vũ khí hàng đầu của Hamas. Ngoài ra, IDF còn tấn công hệ thống công nghệ của nhóm Hezbollah ở Lebanon. Các mục tiêu của Hezbollah bị tấn công bao gồm các công trình và đồn quân sự cùng với một số tài sản công nghệ đã được sử dụng để chỉ đạo chống lại Israel. Phát ngôn viên IDF tuyên bố. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây một lần nữa lên tiếng bác bỏ kế hoạch về một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Hamas ở dải Gaza. Tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh có nguồn tin thân cận với Hamas nói rằng đôi bên đang đàm phán về một thỏa thuận như vậy. Các cuộc đàm phán đang được tiến hành để thả hơn 10 con tin bị Hamas bắt giữ, trong đó có 6 người Mỹ. Qua đó, đã lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày ở dải Gaza, nguồn tin cho biết. Đáp lại, ông Netanyahu nói, ông nhắc lại một số điều rõ ràng rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn nào nếu Hamas không thả con tin. Hơn 70% trong tổng số 2,3 triệu dân tại dải Gaza đã rời bỏ nhà cửa sau khi xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas nổ ra hôm 7 tháng 10. Dòng người di tản đang tăng cho thấy tình hình ngày càng tuyệt vọng bên trong và xung quanh thành phố Gaza. Theo IP, trước đó thành phố lớn nhất dải Gaza này từng là nơi sinh sống của khoảng 650.000 người trước khi xung đột diễn ra và hiện đang bị lực lượng Israel bao vây. Quân đội Israel cho biết lực lượng trên bộ đã tiến vào trung tâm thành phố Gaza và chiến dịch quân sự bước sang giai đoạn tiếp theo. Mục tiêu tấn công là mê cung đường hầm và cơ sở chỉ huy của Hamas ở miền Bắc Gaza và chiến dịch có thể mất vài tháng để hoàn thành. Bất chấp lời kêu gọi từ Washington về việc tạm dừng xung đột vì mục đích nhân đạo, các nguồn tin an ninh Israel cho biết sự hiện diện của quân đội bên trong thành phố Gaza khiến động thái như thế trở nên rủi ro và khó có thể xảy ra trong giai đoạn này. Cả Israel và Hamas cho đến giờ đều bác bỏ sức ép quốc tế về bước đi ngừng bắn. Israel nhấn mạnh sẽ không làm thế chừng nào con tin chưa được thả. Trong khi đó, Hamas khẳng định sẽ không thả con tin hoặc ngừng bắn trong lúc dải Gaza vẫn còn bị tấn công. Theo Reuters, người phát ngôn của quân đội Israel Daniel Hagari vừa qua cho biết lực lượng công binh Israel đang sử dụng thiết bị nổ để phá hủy mạng lưới đường hầm do Hamas xây dựng trải dài hàng trăm km bên dưới Gaza và tập trung chính ở khu vực thành phố Gaza, đô thị lớn nhất dải đất. Các hạ tầng chỉ huy khác của Hamas cũng nằm trong tầm ngắm của giai đoạn mới trong chiến dịch trả đũa của Israel này. Giai đoạn này, theo các nguồn tin an ninh của Reuters, thì sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Israel cũng cho biết quân đội của họ đã tiến vào trung tâm thành phố và gây tổn thất nặng nề cho đối phương. Lời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant được đài BBC dẫn lại cho biết thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar đã bị cô lập trong hầm trú ẩn của ông ta. Trong khi đó, hai nguồn tin của Hamas và nhóm vũ trang Hồi giáo Jihad nói với Reuters rằng xe tăng của Israel đã phải đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ từ các tay súng Hamas vốn đang tận dụng mạng lưới đường hầm để phục kích. Phía Israel ước tính Hamas có khoảng 20.000 đến 30.000 tay súng. Người phát ngôn quân đội Israel nói họ đang tìm diệt các chỉ huy vũ trang của Hamas để triệt tiêu khả năng nhóm này tổ chức phản công. Tuy vậy, BBC và Reuters đều không thể xác minh độc lập các thông tin của cả hai bên. Khủng hoảng nhân đạo tại dải Gaza đang trở thành một vấn đề nóng mà cả thế giới quan tâm. Số người thương vong trong cuộc giao tranh đang tăng lên từng giờ trước nguy cơ về thảm họa nhân đạo ngày một trầm trọng hơn tại dải Gaza. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tăng cường kêu gọi ngừng bắn ở dải Gaza khi cảnh báo nơi này đang trở thành nghĩa địa cho trẻ em. Theo ông Guterres, thảm họa đang diễn ra khiến nhu cầu ngừng bắn nhân đạo trở nên cấp thiết hơn. Các bên trong cuộc xung đột và cộng đồng quốc tế phải chấm dứt cuộc khủng hoảng và đẩy mạnh viện trợ nhân đạo cho dải Gaza. Ông Guterres cũng cho rằng việc vận chuyển hàng cứu trợ từ Ai Cập qua cửa khẩu Rafah để vào dải Gaza như hiện nay là không đủ đáp ứng nhu cầu. Theo đài Al Jazeera, nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc này có ý nói rằng nên mở lại các cửa khẩu đang bị Israel phong tỏa để đưa nhiều hàng cứu trợ hơn vào dải Gaza.
Tuy nhiên, nguồn tin từ Reuters cho biết cả Israel và Hamas cho đến giờ vẫn bác bỏ sức ép đang tăng của cộng đồng quốc tế về động thái ngừng bắn. Phía Israel nhấn mạnh toàn bộ con tin bị Hamas bắt đi trong cuộc tấn công hôm 7 tháng 10 phải được phóng thích trước, trong khi đó Hamas nói sẽ không thả con tin trong lúc dải Gaza còn bị tấn công. Theo thống kê mới nhất, số người thương vong tại dải Gaza đã vượt quá con số 30.000 người, trong đó ít nhất 4.104 trẻ em trong số hơn 10.000 người thiệt mạng kể từ khi xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas bùng nổ. Bên cạnh đó, theo AP, khoảng 70% trong số 2,3 triệu người dân tại dải Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa trong lúc xung đột diễn ra. Các tổ chức quốc tế cho biết những bệnh viện địa phương không thể tiếp nhận người bị thương trong lúc thực phẩm và nước sạch đang cạn kiệt, còn hàng viện trợ quá ít so với nhu cầu. Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy các khoản dừng trong cuộc xung đột để cho phép viện trợ thay vì ngừng bắn hoàn toàn. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận về một bước đi như thế trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa qua. Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại sự ủng hộ của ông dành cho Israel và nhấn mạnh rằng nước này phải bảo vệ dân thường. Cũng trong cuộc phỏng vấn được phát trên đài ABC News, ông Netanyahu cho biết Israel sẽ xem xét việc ngừng bắn xen kẽ mang tính chất chiến thuật để tạo điều kiện cho việc cung cấp viện trợ hoặc đưa con tin ra ngoài. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này nói sẽ không có chuyện ngừng bắn chừng nào mà con tin chưa được thả. Ông Netanyahu cũng tuyên bố Israel sẽ chịu trách nhiệm chung về an ninh tại dải Gaza trong khoảng thời gian không xác định sau khi xung đột kết thúc. Khủng hoảng nhân đạo tại dải Gaza ngày càng trở nên trầm trọng. Giám đốc chương trình cứu trợ Liên Hiệp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, ông Philip Lazzarini cho rằng tình hình ở khu vực phía bắc của dải Gaza đang giống như địa ngục trần gian. Thống kê mới đây nhất từ Bộ Y tế Palestine cho biết, cuộc xung đột Israel-Hamas đã cướp đi sinh mạng của 10.569 người Palestine ở Gaza, trong đó có 4.324 trẻ em và 2.823 phụ nữ, và làm bị thương hơn 24.000 người khác, gần 1,5 triệu người Palestine từ Bắc Gaza tới khu vực phía nam của vùng lãnh thổ này. Cụ thể, phát biểu trên đài phát thanh RTS của Thụy Sĩ, ông Lazzarini cho biết, trong thời điểm Israel liên tục không kích, việc tiếp cận nguồn cung cấp thực phẩm và nước uống đã bị cắt đứt do lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Vị này nói, vẫn còn khoảng 250.000 đến 350.000 người ở thành phố Gaza, nhiều người trong số họ đang theo học tại các trường UNRWA. Cũng phải nhắc lại rằng, trường học này cũng nằm trong phạm vi các hoạt động quân sự của Israel. Theo ông Lazzarini, tình hình ở bệnh viện tại dải Gaza cũng đáng báo động. Trong khi Israel tuyên bố mở hành lang sơ tán ở phía nam, nhiều người dân ở dải Gaza không có khả năng đi lánh nạn. Đồng thời, ông cũng cho biết thêm có rất nhiều trẻ em, người già và người bị hạn chế khả năng vận động, chưa kể những người bị thương không thể đi lại. Ngay cả các cơ sở của UNRWA vốn có khả năng bảo vệ cũng đang làm mục tiêu. Hơn 50 cơ sở của UNRWA đã bị tấn công với hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.